và chúng tôi đang tiến về Nam Định, và trước mắt là một ngôi cổng hướng về Hải Hậu, một ngôi cổng cổ rất đẹp. Các bạn biết Nam Định là một trong những tỉnh được biệt danh là thủ phủ của cây cảnh. Chúng tôi đang tiến về trung tâm Quất Lâm, và đây là nhà thờ giáo xứ Quất Lâm. Ở phía trước là biển, nghe nói ở đây biển có rất nhiều ghẹ. Một xíu nữa là tới biển. Hôm nay sóng biển tại Quất Lâm là rất mạnh, vô cùng mạnh. Các bạn nhìn qua, wow. Con sóng dữ dằn, wow. Vâng, tôi đã tới Quất Lâm. Một bạn Quyền ở tại đây có một cái tiệm phục vụ tóc lan ngọc, tóc cho phái đẹp. Ở phía trước cũng có một số những cây rất là đam mê được trưng bày. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sửa một số những cây ở tại đây. Đây, chủ nhân đây, chào Quyền nhá. Hôm nay một buổi sáng tại thị trấn Quất Lâm, tiết trời rất là tuyệt vời sau những ngày mưa bão ảnh hưởng từ miền Trung, thì hôm nay tiết trời rất là đẹp. Wow, gió rất khủng. Tôi đang ở tại các bạn có dịp về Quất Lâm thì vào nghỉ tại khách sạn Bắc Hà nhá. Đây, chúng tôi chuẩn bị cắt sửa cây. Vâng, chúng tôi bắt đầu khai phá và cắt sửa. Đây, gió rất to các bạn nhé. Cái này là một thời gian khá dài rồi không cắt, cho nên là những cái bông nó đã bị phá rồi các bạn nhé. Phá, bây giờ chúng ta phải lấy lại. Đã. Quá đẹp. Quá đẹp. Tôi tiếp tục đặt lọc. Lúc này tại Quất Lâm nhiệt độ là 21 độ C, sức gió là 35 km trên một giờ, gió mạnh. Để đấy, cái này đấy. Rồi, các bạn thấy là nó một cái bông mà nó từ đây nó xoáy ra, xoáy vào đây, và nó tỷ lệ nó rất là dài. Đó. Nó dài lắm. Thì bây giờ ta phải cắt giật để sau này cái bông nó chỉ nằm đến đây thôi các bạn ơi. Đến đây thôi các bạn nhá. À, đây này. Đấy. Đấy, nó chỉ đến cái tầm cái cành mà tôi demo đó thôi. Còn ra đến đây thì cái tỷ lệ nó rất là dài và nó bằng nhau.
Đây, sau này nó chỉ đến đây thôi các bạn nhá. Các bạn thấy là cái rễ mà nó chảy xuống này, nó che một cái lớp cốt ở trong thì ta bỏ nó đi, bên trong nó có rồi. Ai nữa là nhìn nó dài quá, nó làm cho không có độ ấy. Ta sẽ làm cái như là cái đĩa nó sẽ nhỏ hơn như các bạn nhé. Bắt đầu nó ăn làm tiếp vào đây. Đây, lâu lắm chắc không tỉa đúng không? Nó xù hết đầu. Ờ, đây nó xù hết đầu rồi. Ôi này, con nhà bố. Con tên là gì? Con gì? Cái gì Diệp? Ngọc Diệp à? Bích Diệp. Bích Diệp à? Hôm nay con không đi mẫu giáo được nghỉ à? Điệu quá nhỉ. Chúng tôi đang tạo tác cây ở đây. Lên đâu? Này lên đâu? Thấy là cái bệ này nó rất là trơn chuột. Do đó thì tôi có thể gắn một con tử vào đây để cho nó ngăn cách cái nhá. Nó ngăn cái giảm cái độ tuột của cái này đi. Đó. Tức là cái rễ nó được cái độ tuột đó nó được chia đôi thì nó sẽ được giảm tỉ lệ đi. Thank you.
Đó, đúng rồi, xe này nè. Các bạn thấy là khi mà tôi cắt thì đây nó là một cái tay bay à, tuy nhiên thì nó có một cái rễ này nó to bằng thế này nhưng mà không bỏ được các bạn nhé, để cho nó bay à. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm cách nào để sau này cho nó cân xứng ấy, được chưa? Thì bây giờ các bạn phải cắt cái rễ này đi, không cho nó hút dinh dưỡng lên đây nữa. Ta vẫn giữ cái rễ này để chống cho nó khỏi bị dài cái đoạn này. Đó. Đó, khi mà ta cắt rồi thì ta cho cái này vào, nó không hút được dinh dưỡng nữa. Đó, ta vẫn chơi cái rễ này nhá. Và bây giờ thì trong quá trình nuôi các bạn làm thế nào để cho cái này nó to hơn cái này. Đó. Thì các bạn cần phải tác động vào nó, một là thường xuyên lấy cho chú cái bổ. Chúng ta phải làm cho nó ở chỗ này cho nó khỏe cây, rồi bắt đầu chúng ta làm cho nó một số những cái vết thương vào đây để nó sưng ra. Trong quá trình nó sưng thì nó sẽ to ra các bạn nhé. Trong bao tải nên nếu mà đi mà mai để nó phát lên chú lên đây vào YouTube xem lên đấy mà. Cái cây giữa cái con thua gì không đồng chí? Hả? Cây kia thì nó... Cái kia à? Đừng đục ra, hay. Tôi có cái bổ nhưng mà tôi để ngoài xe ô tô nên là tôi... Các bạn có thể sử dụng cho nó đau như này. Ví dụ...
các bạn có thể làm một số những cái chỗ mà chúng ta bổ này vào thì nó sẽ sưng nó nứt ra một chút. Và cứ như thế, khi mà cái vết này được rồi, lần sau ta lại làm cái vết khác. Thế là nó sẽ sưng ra và nó sẽ to đuổi được như cái này các bạn nhé. Hai vị khách này đang chuẩn bị xuống tiền. Quan sai tiến sự. Phụ nữ mà nhìn cây thì có thấy là đẹp không? Cũng ok, thế là tuyệt vời rồi. Em là làm bên spa đúng không? Làm đẹp đúng không? Đấy, người làm đẹp nhìn đẹp nhất ngay. Nhìn cây đẹp nhất đúng không? Cây spa đấy. Gần xong nhưng mà chủ nhân đã muốn chuyển chỗ rồi. Đây là bà chủ nhá. Bạn nào ở khu vực này đến đây nối mi nhá, cắt tóc. Làm xong một phát là có khách kêu rước đi luôn. Mà làm xong phát có khách rước đi luôn rồi. Bạn nào cần cẩu cây thì gọi các bác này nhá. Cốc cũng mang vào đi. Làm xong quay là đi. Rồi. Đang tính đồng chí thấy thế nào rồi? Được, nói chung là đẳng cấp. Cũng chưa xong, sắp xong rồi. Được. Đấy, ôi à. Đấy, con gái con mấy tuổi rồi? 8 tuổi. 8 tuổi, con học lớp 2 à? Đã lớp 3 rồi. Bác cứ tưởng là lớp 2. Màu da đẹp đúng không? Màu da đúng không? Màu da rất đẹp. Tôi tiếp tục. Rồi. Ở đây rồi, sẽ đẹp hết.
Rồi các bạn theo dõi, tôi đang đặt hai con tử này và sau này tôi sẽ chọn một, nhưng khả năng là tôi sẽ lấy con này. Tuy nhiên thì nó cũng không có gì thừa cả. Chúng ta vào trong. Và còn một cái đoạn rễ này nữa tôi sẽ cắt đi để cho nó ngắn lại, nó đỡ bị xuôi rễ các bạn nhé. Cái tỷ lệ rễ nó xuôi hơi nhiều. Đây, những con rễ xuôi này tôi đã phải xử lý ngăn chặn những cái vết đục để cho nó đỡ đi. Đang di chuyển cây. Rồi các bạn thân mến, chúng tôi đã chế tác xong một cái phôi này rồi. Rồi có thể nói là tích thụ phát lộc. Tôi sẽ ghi hình các góc một chút cho các bạn xem. Ở đây trước nó là một con rễ, tôi phải đục lái đi các bạn nhé. Và các bạn biết là rất nhiều, một số những cái rễ nó cứng, thô thì tôi phải đục cho nó nhũn ra. Nên là nhiều bạn cứ bảo là cứ đục với cắt, với cắt, với đục. Tại làm sao cứ phải đục, bởi vì nó chưa nhũn ra. Tôi sẽ đặt một số những cái điểm demo vào. Đây các bạn nhá. Đó. Đó. Rồi. Rồi, các bạn đang theo dõi tiến sự thực hiện tại Quất Lâm. Ở phía trước là biển, cách qua dãy nhà này nhá, tại khách sạn Bắc Hà cho một anh các bạn rất là trẻ ở đây các bạn. Và đây ngay với lại quốc lộ, đường ra biển khoảng 50m thôi các bạn nhá. Và tiến sự đang phục vụ tại đây. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn trong những ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc và thành công. Lúc này gió khá to nên là nó có thể nó bay cả máy vào cho đi luôn. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại quý vị. Và các bạn đừng quên đăng ký và nhấn vào chuông để nhận video mới ở đây. Ok, thank you.